Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, hầu hết các tỉnh thành phố xung quanh tỉnh Hưng Yên đều có dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt tích cực của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của người dân, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn chưa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2. Về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, ngày 6 tháng 2, ngay sau khi nhận được thông tin về một trường hợp là công dân xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi sang Nhật Bản ngày 18 tháng 1 được phát hiện dương tính với COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Ân Thi và xã Quảng Lãng đã khẩn trương truy vết, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan. Được biết đến nay, các trường hợp F1 được lấy mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Theo thông tin truy vết đến nay, có 18 F1 tiếp xúc với F0, trong đó tại xã Quảng Lãng có 9 F1, thị trấn Ân Thi có 1 F1, xã Đặng Lễ có 1 F1, xã Xuân Trúc có 1 F1, xã Vân Du có 4 F1 và 2 F1 hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Các trường hợp F1 này có tiếp xúc với F0 từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 18 tháng 1 năm 2021. Hiện nay, các trường hợp F1 có liên quan đến người nhiễm COVID-19 là công dân của xã Quảng Lãng đều được giám sát cách ly y tế ngay tại nhà. Chúng tôi đã kích hoạt lại cái bàn chỉ đạo và các cái tổ phòng chống dịch ở các thôn thì với phương châm là đi từng ngõ, gõ từng nhà, tra cứu từng khẩu khai thành lập 3 tổ hộ để đi truy vết các cái đối tượng F1, F2 và F3 cho phun khử trùng tiêu độc. Ngoài các trường hợp này, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, Trung tâm y tế huyện ân Thi đã tiếp nhận cách ly 9 trường hợp F1 khác. Nhìn chung công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương trong huyện bảo đảm nghiêm túc, tập trung theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.